quyền chuyện tứ khoái của dân và tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam. Nhu cầu không thể thiếu của mỗi con người bình thường trong cuộc sống hàng ngày được gói gọn trong khái niệm tứ khoái. Bách Khoa Toàn Thư Mở Wiki đã định nghĩa như sau. Tứ khoái là khái niệm về đề cập đến bốn loại khoái lạc của con người, bao gồm ăn, ngủ, lam tinh và bài tiết. Khái niệm đơn giản này đã có từ ngàn đời nay, vậy mà tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết có chiều dài hơn 100 km đã đưa vào khai thác gần một năm, hoàn toàn không có nhà vệ sinh cũng như các khu dịch vụ cần thiết cho các tài xế và hành khách. Suốt 200 km cao tốc mới từ Dầu Dây đến Vĩnh Hảo không có trạm dừng nghỉ. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 15 tháng 2 đưa tin cầu thang vượt rào tạm dừng nghỉ bất đắc dĩ trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Bản tin cho biết suốt 200 km cao tốc mới từ Dầu Dây đến Vĩnh Hảo đã đưa vào khai thác từ cuối tháng 4 năm 2023 đến nay vẫn chưa triển khai các trạm dừng nghỉ. Những ngày Tết vừa qua trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đoạn qua huyện Hàm Thuận Bắc xuất hiện những lỗ rào bất đắc dĩ, thậm chí có nơi làm luôn cầu thang sắt vượt rào để tài xế và hành khách trèo qua hàng rào cao tốc vào khu đất của người dân để đi vệ sinh không đồng. Các tài xế và hành khách lưu thông trên tuyến đường này cho biết đi xe trong thời gian từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ mà hoàn toàn không có trạm dừng nghỉ và các dịch vụ cần thiết để giải quyết nỗi buồn là nỗi khổ lớn nhất khi qua đoạn đường này. Hai bên cao tốc xuất hiện nhiều nhà vệ sinh không đồng để phục vụ hành khách cũng như các dịch vụ cần thiết khác là điều tất yếu. Nguyên tắc của kinh tế thị trường ở đâu có nhu cầu, ở đó xuất hiện dịch vụ. Phải chăng do nền kinh tế thị trường của Việt Nam bị gắn thêm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa, nên đã xảy ra tình trạng bất hợp lý này? Theo điểm 3, điều 26 luật giao thông đường bộ vào năm 2008 quy định rõ, người điều khiển xe cơ giới di chuyển trên đường cao tốc chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định. Nhưng lưu thông trên một chặng đường dài tới 200 km, việc hành khách có nhu cầu chút bầu tâm sự là điều không thể tránh. Đối với du khách nước ngoài thì càng là điều không thể chấp nhận được. Và vì không có trạm dừng chân buộc các xe tham gia lưu thông phải dừng giữa đường để giải quyết vấn đề cá nhân nên rất nguy hiểm. Được biết ngành giao thông vận tải vướng mắc trong khâu lựa chọn nhà thầu nên chưa triển khai được các công trình, trạm dừng đỗ xe và các dịch vụ cần thiết. Dự kiến đến quý 1 năm 2025 mới có thể đưa các dịch vụ này vào khai thác và sử dụng. Khi dừng nghỉ để đi vệ sinh, hành khách phải trèo lên chiếc cầu thang bằng sắt trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, một trò nực cười tại Việt Nam. Công luận đặt câu hỏi là vì sao khi các công trình phụ trợ chưa hoàn tất, lý do gì mà Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép đưa vào khai thác tuyến cao tốc kể trên? Phải chăng do bệnh thành tích nên họ đã quên hay không thèm nghĩ tới nhu cầu bài tiết của con người? Ông Trần Ngọc Hiền, Phó Chủ tịch huyện Hàm Thuận Bắc nói với phóng viên Báo Thanh Niên rằng đây là câu chuyện hy hữu chưa từng gặp. Theo đó, người dân địa phương thấy nhu cầu ăn uống, vệ sinh của tài xế và hành khách đi trên đường cao tốc là thực sự bức thiết nên họ nghĩ ra cách làm này. Trên mạng xã hội, ý kiến phụ họa cho biểu quyết vừa trên dẫn ra lại câu chuyện vui vì lý do vì sao không cần có khu vệ sinh trong các dự án xây dựng ở Việt Nam. Chuyện rằng trong một buổi bảo vệ đề án tốt nghiệp khoa thiết kế kiến trúc, một sinh viên thiết kế mẫu biệt thự đẹp 5 tầng khép kín nhưng lại không có khu vệ sinh. Ban giám khảo thấy lạ liền hỏi lý do tại sao. Chàng sinh viên trả lời, tầng 1 dành cho các cháu nhà trẻ và mẫu giáo, các cháu đi vào bô nên không cần khu vệ sinh. Tầng 2 dành cho các quan tham, bọn này chỉ biết ăn chứ không có nhu cầu bài tiết nên không cần. Tầng 3 dành cho các nhà giáo viên, lương có ít, không đủ ăn nên không có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh, khỏi phải xây. Tầng 4 thì dành cho sinh viên vốn nghèo, mỗi lần về nhà leo lên đến tầng 4 cũng sạch ruột rồi, vậy nên không cần. Còn tầng 5 bố trí cho văn nghệ sĩ ở, giới văn nghệ sĩ có ăn, có bài tiết nhưng toàn lấy chất thải để tấn công lẫn nhau. Vậy xây để làm gì? Đó là lý do một tòa nhà 5 tầng vẫn không có toilet ở Việt Nam mà vẫn ổn. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thì vẫn hàng ngày rao giảng đạo đức
và bắt người dân cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Điều đó có liên quan gì tới việc khi các công trình phụ trợ chưa hoàn tất như Bộ Giao thông Vận tải vẫn cho phép đưa vào khai thác các tuyến cao tốc như Vĩnh Hảo, Phan Thiết? Công luận thấy rằng lãnh đạo của một quốc gia không cần phải giỏi về mọi mặt, nhưng cần phải tầm nhìn để sử dụng các nhân sự có chuyên môn và tài giỏi để điều hành công việc một cách hiệu quả nhất. Đã đến lúc giới lãnh đạo Việt Nam vì sự tồn vong, phát triển và thịnh vượng của đất nước cần lắng nghe và học hỏi để hành xử một cách văn minh tốt hơn. Mà câu chuyện về tứ khoái là một vấn đề tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn. Quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Quyền chuyện tứ khoái của dân và tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Siết chặt tự do ngôn luận quá mức, Tô Đại coi chừng sập cả chế độ. Bộ Công an dưới thời ông Bộ trưởng Tô Lâm liên tiếp đề xuất các chính sách móc túi dân và hành dân, như mới đây là chính sách kiểm tra nồng độ cồn giáo giết quá mức. Đó là lý do dư luận cho rằng cứ 10 chính sách của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thì hết 9 chính sách đi ngược lòng dân và với mục đích để hành dân là chính. Trên mạng xã hội có nhiều người cho biết bất kể ngày Tết Nguyên đán, lực lượng công an và các tỉnh thành phố vẫn triển khai ồ ạt biện pháp thổi nồng độ cồn ở quy mô cao nhất và trực 24/7. Không chỉ trên các trục đường ở các thành phố, công an còn lên lỏi vào từng ngõ xóm, thậm chí công an triển khai cả những vùng miền núi xa xôi hẻo lánh như Lai Châu. Truy tìm những người bình luận xúc phạm cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ mùng 2 Tết. Điều bị kể trên đã khiến người dân bức xúc khi thấy rằng thay vì đảm bảo trật tự, an toàn cho nhân dân vui Tết cổ truyền, thì lực lượng công an lại lợi dụng để kiếm thêm bánh mì. Tờ báo Vietnamnet Online vào ngày 13 tháng 2 có bản tin truy tìm những người bình luận xúc phạm cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ngày mùng 2 Tết. Bản tin cho biết công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đang truy tìm triệu tập những người viết bình luận thiếu chuẩn mực, vi phạm quy tắc ứng xử trên mạng xã hội trong bài viết của một Facebook vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng với cáo buộc đưa tin sai sự thật, xuyên tạc. Theo đó, cơ quan công an đã triệu tập anh Lìm, sinh năm 1998, sống tại Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, là chủ tài khoản Facebook tên Linh Ninh lên làm việc, lập hồ sơ xử lý vi phạm. Theo cáo buộc của cơ quan công an huyện Than Uyên, Facebooker này đã chụp ảnh lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ và đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Kèm theo đó là những lời bình luận thiếu văn hóa, xúc phạm nhằm mục đích câu link, tăng tương tác và thông báo cho bạn bè biết vị trí có chốt kiểm tra của cảnh sát để mà né tránh. Được biết, trên các mạng xã hội được nhiều người sử dụng ở Việt Nam như Zalo, Facebook, trong thời gian vừa qua có rất nhiều hội nhóm được thành lập để thông báo cho nhau những điểm có chốt cảnh sát giao thông thổi nồng độ cồn, hoặc họ đang kiếm bánh mì để mà người dân biết né tránh đi. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, theo một thông tư của Bộ Công an vào năm 2019 lưu ý rằng người dân dù được quyền giám sát các hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông nhưng không được tùy tiện đưa các thông tin, hình ảnh họ đã thực hiện nhiệm vụ lên mạng xã hội hoặc đăng tin trong các hội nhóm. Những người bị xác định là vi phạm thông tư kể trên có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Truyền thông nhà nước cho biết trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã xử phạt hơn 29.000 tài xế vi phạm nồng độ, thu hơn 182 tỷ đồng tiền phạt. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tạm giữ khoảng 36.000 xe cộ các loại và tước 18.899 bằng lái. Việc chính quyền Việt Nam đưa ra chính sách cấm tuyệt đối người lái xe có hơi men đã được công luận đa số đồng tình và ủng hộ. Nhưng công luận băn khoăn về nghị quyết của Quốc hội mới được thông qua vào ngày 10 tháng 11 năm 2023 cho phép Bộ Công an được hưởng tới 85% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông. Điều đó đã kích thích sự hưng phấn làm tiền quá mức của lực lượng này. Họ bất kể nắng mưa,
24 trên 7 có mặt trên đường để hành dân, khiến người dân bức xúc là điều dễ hiểu. Tình trạng nhà cầm quyền Việt Nam hình sự hóa quyền tự do ngôn luận của công dân như vụ việc ở Lai Châu kể trên, một lần nữa cho thấy chính quyền Việt Nam đã vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do biểu đạt của người dân, quyền đã được hiến định trong hiến pháp của Việt Nam. Một trạm kiểm soát của cảnh sát giao thông ở Việt Nam. Điều 11 luật báo chí vào năm 2016 quy định rất rõ. Công dân Việt Nam được quyền phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới, tham gia ý kiến về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức và cá nhân. Bản thân ông Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói rằng, bản chất của quyền tự do ngôn luận là phải để cho người dân có quyền tự do bày tỏ chính kiến. Theo đó, dân chủ là làm cho người dân được mở miệng, và nếu chính phủ làm không tốt thì dân có quyền đuổi chính phủ. Song rõ ràng, quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam hiện nay được hiểu là chỉ được phép dùng để ca ngợi Đảng và chính quyền. Xin nhắc lại, phản biện với xã hội giúp điều tiết xung đột lợi ích giữa các nhóm xã hội để tạo ra sự đồng thuận chung của xã hội. Cần phải hiểu rằng phản biện không phải là chống đối, mà từ chối việc phản biện tức là khuyến khích chống đối. Chống đối phát triển thêm một chút là thành phá hoại, và nếu phát triển thêm đến mức cao hơn, có thể sẽ tạo thành cách mạng. Nó có thể lật nhào vào nhà nước chuyên chế như Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin siết chặt tự do ngôn luận quá mức, Tô Đại coi chừng sập cả chế độ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.